Hết rồi. iBasic bán hết đồ rồi. iBasic. Xin cảm ơn. Xin chào mọi người. Hello từ thành phố Los Angeles, California, USA. Xin chào mọi người. Anh là Kelvin Lâm, anh là CEO và founder của công ty American Fashion, sở hữu thương hiệu thời trang iBasic và thương hiệu I Love This Style Burberry. Black Friday sale vừa rồi tại iBasic Việt Nam đã kết thúc một cách thành công rực rỡ. Rất tiếc là anh không có mặt ở Việt Nam để gửi lời cảm ơn trực tiếp đến mọi người. Anh gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên của iBasic đã vất vả trong suốt mấy ngày vừa qua trong cái việc chuẩn bị hàng hóa, chương trình khuyến mãi, trang trí cửa hàng và quan trọng hết nữa là vận hành trong suốt mấy ngày private sale từ cửa hàng tới khâu bán hàng online, đóng gói, vận hành và có một số trường hợp là phải chạy cả ngày chủ nhật đến 12 giờ khuya. Cảm ơn xin gửi lời tới mọi người. Chân thành cảm ơn khách hàng đã ủng hộ iBasic trong suốt hơn 10 năm vừa qua. Và đây là một cơ hội để mua những cái hàng được giá rẻ clear cuối năm để cho iBasic có một cái diện tích trưng bày mới, chuẩn bị cho bộ sưu tập mới cho cuối năm, bộ sưu tập Tết Nguyên Đán, bộ sưu tập Valentine's Day và tiếp theo là bộ sưu tập 2024. Đó là cảm ơn từ xa Los Angeles. Happy Black Friday sale và sẽ gặp lại một ngày sớm nhất có thể. Bye bye.